trời ơi. Mấy bà ba biên tập ác dễ sợ. Ôi cái gì vậy? Trời đất ơi. Anh đây rồi. Đẹp ơi, đẹp rồi con. Cảm ơn em. Rồi mời Kem lên đây với anh. Lên đây, lên đây, lên đây. Ở đâu ra cái màn bới cơm vậy? Chơi bánh đũa. Ừ, mời chơi bánh đũa. Đúng rồi, chơi bánh đũa. Mát xa mặt á. Mát xa mặt, cái tắm rửa thôi được rồi. Cởi áo ra thôi, mở tắm tiếp, đi vô phòng. Bây giờ thì các bạn hội ý với nhau đi nào. Một phút bắt đầu.